Hồng Loan mới vừa có một cái dòng status trên trang cá nhân cả nhà. Nhìn vào thì mình nghĩ đây không phải là Hồng Loan đâu, mà đó là cô cháu gái. Nhưng mà nhìn chính xác cả nhà, đó là Hồng Loan. Thì ngày 16 tháng 3 sắp tới, Hồng Loan có một cái show diễn cả nhà, được góp mặt trong một cái chương trình mang tên tại sân khấu Trống Đồng, số 12B cái mặt tháng 8, phường Bến Thành, mang tên là Nghĩ Về Cha. Quy tụ rất là nhiều nghệ sĩ, ca sĩ cả nhà, danh hài luôn. Thì cái dàn trên là có danh hài Lê Quốc Nam nè, rồi có Khánh Bình, có anh Hai Vũ Lưng, có chú Bảo Trung nè, Bình Tinh, Lâm Hùng, rồi Chu Bin. Dàn dưới thì có là Cu Vàng, rồi Vũ Sam, Ngô Thái Ngân, Linh Tý, Quỳnh Trang, Phú Quý, Kim Tho, Mai Ca, rồi MC cả nhà, nhóm mà Nhật Nguyệt. Thì có luôn Hồng Loan cả nhà ha. Thì chương trình rất là hay, và đặc biệt thì chị Loan cũng mới vừa chia sẻ cho chúng ta biết được cái thông tin như vậy. Dạ, ngày 16 tháng 3 anh em con hội tụ nhau tại đêm ca nhạc tại Trống Đồng. Mong đại gia đình của con yêu thương ủng hộ cho anh em tụi con nha. Thì một cái bài đăng mới nhất cái đây khoảng tầm 30 phút, thì mình cũng muốn cập nhật cho cả nhà về thông tin này. Thì Dung Dung Võ bình luận là cho em đặt một vé nha. Còn anh ca nhạc sĩ Nguyễn Minh Anh thì chúc mừng em đó cả nhà. Đó là những cái thông tin mà chia sẻ mới nhất từ Hồng Loan đó cả nhà. Đó là thông tin về Hồng Loan có một cái đêm diễn cùng với anh chị em tại sân khấu Trống Đồng, ca nhạc Trống Đồng, một chương trình mang tên là Nghĩ Về Cha, rất là ý nghĩa cả nhà ha. Một cái tên rất là ý nghĩa. Rất là nhiều anh chị mới vừa đăng thôi là bài viết nó tương tác tốt ở nhà ha, rất là nhiều, trên mấy ngàn lượt like cả nhà, nó tương tác là tốt ha. Không biết là Hồng Loan đêm đó sẽ ca hay là diễn kịch đây, thì chúng ta sẽ chờ chờ xem. Diễn kịch càng tốt mà ca thì cũng càng tốt luôn. Nói chung là diễn hay ca thì tất nhiên là cũng được đào tạo rồi cả nhà. Thì mấy ngày nay Hồng Loan cũng tất bật cho những cái show, rồi tất bật cho những cái shop cả nhà. Thì cũng có thời gian cũng đi luyện thanh, luyện nhạc, rồi tập thêm những cái vũ đạo cho nó đẹp để trình diễn trước bà con cho một cách nó trơn tru hơn, tốt đẹp hơn. Chị Ni thì cũng có mới chia sẻ cái poster này luôn. Ngày 16 tháng 3 nha mọi người ơi. Đó, chị Ni viết đơn giản vậy thôi. Còn ở dưới thì là tất cả các thông tin hình ảnh của liên quan đến anh chị em nghệ sĩ rồi. Đặc biệt mình thấy có được cái danh hài Bảo Trung ở nhà ha, với ca sĩ Lâm Hùng. Là những người mình rất thích ha, những người mình rất là thích về vấn đề là ca nhạc và hài kịch. Có một tác giả bình luận như sau nè: ca sĩ nghiệp dư hát dở mà show liên tục hén, còn ca sĩ giải ba sao nói ngôi, đồ mất tích đâu rồi? Thì tác giả thì một anh chị trả lời như sau: đang bán bún bò chết rồi, chết trong lòng công chúng khán giả xem như một con Covid-19, tội nghiệp con Covid, đặt là con Covid-23 đi cho khác. Thì chắc sau bài viết này mình cũng gọi cái cô cháu gái là con Covid-23 luôn nha cả nhà, cho nó dễ xưng hô ha. Covid-23 thì hiện tại con Covid-23 này nó không có đi hát, nó ở nhà sau khi mà nó công khai thân phận của Hồng Loan và nó nhấn nút tự hủy, nghĩa là về hưu non, thì không còn đi hát nữa và không ai dám mời show hết, nên bây giờ ở nhà thôi, bán bún bò và livestream để bán yến. Hôm nay cũng thấy con Covid-23 này nó cũng chuẩn bị bán yến cả nhà ha, thấy đăng yến bán đây, không biết yến như thế nào, nó có giá cả sao mình cũng không quan tâm đến. Nhưng mà về những cái show mà Hồng Loan nhận nhận show và những cái shop Hồng Loan mở thì mọi người rất quan tâm và ủng hộ, đương nhiên cả nhà ha. Nói chung là rất tuyệt vời rồi. Tác giả trả lời nè: ôm thùng phúng điếu vài tỷ đi hát chi, ăn xong rồi đi chết, ăn xong rồi vào nhà đá. Anh Nhật Minh cũng vào chia sẻ: ủa Ni không hát hả em? Nhật Minh khịa chị Ni cả nhà, vui ha, mà chị Ni hát cũng rất là hay cả nhà. Thì dù sao xuất thân cũng từ một cái phát thanh viên của đài truyền hình ở nhà, được đào tạo về âm, về cách dẫn dắt nói chuyện rất là hay. Nói chung là về ngôn ngữ nước ngoài thì chúng ta không nhận bàn cãi đấy, còn về cái cách nói chuyện chị Ni thì chúng ta đã biết đó, trên cái livestream trực tiếp, cái nào cần nhu thì sẽ nhu, cái nào cần cương thì sẽ cương. Nói chung là đi với Phật thì mặc áo cà sa, đi với ma thì mặc áo giấy, đó là câu luôn luôn đúng đó nha. Thì một bài đăng nhận lại rất là nhiều tương tác đó nha, tương tác. Thì Hồng Loan thì báo tin vui, thì không biết phía bên kia chắc họ cũng tức điên người lên,
nên tại sao mà tôi dạy hạng 3 sao nó ngâu gì mà không được hát. Còn cái con Hồng Loan là con nhỏ thế nào, có biết hát gì đâu, lên nhấp nhép vài cái xong đi xuống, mà cũng là lên hát này nọ các kiểu. Nhưng mà ngộ đời đó, ngộ đó cả nhà. Khi mà chúng ta làm đúng đi, làm những gì để phải đi, thì tất nhiên là chúng ta nhận được tất cả nhiều điều tốt đẹp. Còn làm mà những điều sai trái, đi ngược lại công chúng, đi ngược lại dư luận, thách thức dư luận, thách đố mọi người, thì tất nhiên sẽ nhận được hậu quả khôn lường. Đó cả nhà, thì đâu phải đơn giản đâu. Nghiêng về cô cháu gái nói gì, nhưng mà khi mà cô đi như vậy đó thì cô kéo theo cả nhóm luôn. Chẳng hạn như cái cô mà cụ trợ lý á, ngày 22 tháng 5 vừa rồi cô đăng một sao Tết như vậy nè cả nhà. Trong 13 năm làm trợ lý và chăm sóc cho cậu Năm, nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh, KN chưa có bất kỳ phát ngôn hành động nào lợi dụng tên tuổi hay làm ảnh hưởng đến danh tiếng của cậu, và cũng không tham gia vào bất kỳ vấn đề nào thuộc phạm vi gia đình cậu. Tuy nhiên, hôm nay KN mong muốn chia sẻ một thông tin quan trọng cùng mọi người. Trong thời gian vừa qua, trên mạng xã hội đang lan truyền thông tin hình ảnh cắt ghép sai sự thật và cố tình bịa đặt nhằm mục đích vu khống, đồng thời xúc phạm nhân phẩm danh dự của Nga và gia đình. Ngày 20 tháng 5 2023, trước truyền thông, em Võ Thị Hồng Loan đề cập đến Nga cùng các thông tin không có chứng thực gây nhầm lẫn về công việc, nhân phẩm của Nga, đặc biệt là ở chung nhà, nhưng em Loan chưa từng hỏi hay cùng Nga làm rõ thông tin trước khi đưa lên truyền thông. Kể từ thời điểm đó, các tài khoản mạng xã hội, trong đó có cái mối tài khoản gì đó, thì chung là cái bài viết này mình cũ rồi, nhưng mà muốn đọc một đoạn cho cả nhà cùng theo dõi thôi. Trong cái bài viết này á, là cái cô cựu trợ lý này nói là chưa từng làm vấn đề gì mà xúc phạm đến danh dự nhân phẩm của cậu hay là về giao hội Hồng Loan. Nhưng mà chúng ta thấy một điều rõ ràng á, trong lúc quá trình làm á, những cái câu chuyện liên quan, thứ nhất á, là liên quan đến băng đĩa lậu đó, cái đó chính thích làm sao băng đĩa lậu nè, rồi thứ hai á, là dùng hình ảnh của cố nghệ sĩ để trục lợi nè, từ đâu, từ kênh YouTube Vũ Linh Kinh, kênh chính chủ nó đã thu là bất chính bao nhiêu tiền rồi. Rồi sau khi ông mất thì liên kết với con Cuquid 23, tức là con dê đó, đã ăn chặn cái tiền từ BH đó. Lúc mà trao tiền, ai là người nhận tiền tám mấy triệu đồng, ai là người nhận đó, có phải đúng là có làm ảnh hưởng đến danh dự của cậu chưa. Rồi sau khi đi ra khỏi nhà tự động đòi cái bàn thờ, đó là do ai đó cả nhà, thì kể sơ sơ vậy thôi. Còn những cái bill khống, hóa đơn khống mà cố nghệ sĩ đã từng nói trong những lần ngồi live stream hay là những lần ngồi ăn nhậu đó, cố nghệ sĩ nói đó, thì cái đó thật sự đúng hay sai? Thì bây giờ người ta đưa ra thông tin như vậy, tại sao nói là không có? Nếu không xúc phạm danh dự của cậu thì làm sao mà đi thưa kiện con của cậu? Nói nha, mình là người ô xin ăn cơm chúa mà xong thì lại phản chúa, thì tất nhiên là những người này là không xài được đó nha. Nét bên thì đó là thông tin mình muốn chia sẻ sau khi những cái thông tin về cái vụ mà cái bà Sammy bên Nguyễn đó nha, Sammy Nguyễn ở Pháp á, thì lúc trước á, là bà ủng hộ Hồng Loan, ủng hộ con gái của cố nghệ sĩ, nên bà mới có một cái đòn sa tết như vậy. Ủa, trước khi hẹn gặp bên BH thì HB là con Covid 23 đó và con Nga đã bàn bạc với em Võ Thị Hồng Loan chưa vậy, hay là đã tự nguyện quyết định sự việc xong hết rồi mới hú hú thông báo cho Hồng Loan biết sự việc để đưa Võ Thị Hồng Loan vào thế bị động, thế đã xong rồi vậy? Võ Thị Hồng Loan là con gái hợp pháp của cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh đó, hai má nội Hồng Covid 23 và Nga ơi, một má là cháu ruột, một má là quản lý cho cố nghệ sĩ thôi, mà dẫn dắt khán giả, làm cho khán giả hiểu sai, hiểu theo kiểu như cái má của Covid 23 là con gái của cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh, còn cái má Oxin là vợ hợp pháp của cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh, vậy không á? Nên hai má có quyền quyết định tất cả, quên đi nha nha. Hãy biết mình là ai, đang ở vị trí nào nha hai má. Còn Sammy chỉ là một khán giả yêu quý cố nghệ sĩ ưu tú Linh, và Sammy nghĩ con gái Võ Thị Hồng Loan và của cố nghệ sĩ Vũ Linh cần được mọi người yêu thương và bảo vệ. Thì đó là những cái lời nói chân thật từ Sammy ở nhà cách đây không lâu, nhưng cuối cùng Sammy cũng lại lên quay xe và luôn luôn nói Hồng Loan là một người vô ơn, là đứa con không hợp pháp.
Trong khi đó trước đó thì nói với trong lúc đó thì chửi con Oxin và chửi con Covid-23, hôm nay thì lại quay sang ngược lại nghe nhà ha. Hiện chung là lòng người không biết được thế nào, chưa cạn đìa thì chúng ta chưa biết được cái lóc cá chơi là cái gì trong dưới đìa đó. Nói chung thì chúng ta cứ vẫn chờ đợi tiếp diễn drama này xem như thế nào. Nhưng trước mắt ngày 16 tháng 3 tới đây thì chúng ta nhớ dành thời gian đi ủng hộ anh chị em của Hồng Loan, và Hồng Loan có một chương trình ca nhạc tại sân khấu Trống Đồng nha cả nhà. Thì đó là thông tin mình muốn cập nhật và chia sẻ cho cả nhà trong bản tin hôm nay với câu chuyện là tin vui Hồng Loan được đi hát tại sân khấu Trống Đồng. Xin chào cả nhà nha.